Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án để nhận 110 cái token ZNM. Và để tham gia vào dự án này, mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó làm các nhiệm vụ chatbot. Tiếp theo chọn Start này, cho Join Airdrop, sau đó join vào Telegram. Quay trở về, join tiếp vào Channel. Rồi, sau đó quay trở lại, follow Twitter, retweet bài đăng. Rồi, chọn theo dõi. Tiếp theo, chọn like và retweet. Quay trở lại bot. Mọi người join tiếp vào Discord. Rồi, sau đó bấm chọn vào verify. Ok, kéo sang bên phải này. Rồi xong, mọi người quay trở lại. Tiếp tục join vào Medium. Rồi, mọi người sẽ bật VPN cho mình nhé. Rồi, bấm chọn follow. Ok này. Và quay trở về bot. Mọi người join vào kênh liên kết, à, đăng ký kênh YouTube. Rồi, chọn đăng ký. Quay trở về bot. Join tiếp vào kênh liên kết này, sau đó retweet bài đăng cho kênh liên kết nhé. Rồi, tìm đến cái bài đăng của nó. Rồi, chọn like và retweet. Sau đó quay trở về bot. Bấm chọn retweet này. Ok, xác minh hình ảnh captcha này. Gửi địa chỉ email này. Thì các dự án airdrop trên chatbot ấy, thường thường là giống nhau, nên là mọi người cứ làm nhé. Chỉ làm một hai lần là quen thôi. Rồi, tiếp theo gửi profiling Twitter. Rồi, tiếp tục gửi đường link retweet bài đăng trở về Twitter này. Rồi, chọn avatar, chọn hồ sơ. Sau đó chọn tweet trả lời. Kéo lên, tìm kiếm bài đăng và copy đường link. Rồi, sao chép cái đường link retweet. Quay trở lại bot. Mọi người sẽ dán vào. Bấm chọn I have rồi. Và gửi cho nó username của Discord. Rồi, tiếp tục I have vào rồi. Và sau đó thì mọi người sẽ gửi cho nó cái đường link của Medium. Ok, sửa lại cái username này. Rồi, I have vào rồi. Sau đó gửi cho nó profiling của kênh YouTube. Mọi người quay lại kênh YouTube cho mình. Rồi, trở về trang chủ của YouTube. Mọi người bấm chọn vào avatar. Chọn kênh của bạn. Rồi, sau đó thì mọi người bấm vào dấu 3 chấm. Chọn chia sẻ. Và sao chép. Quay trở về. Dán vào. Chọn I have và join. Tiếp tục một lần nữa. Đôn này, chọn main menu, chọn information. Thì dự án này nó sẽ bắt đầu phân phối trong vòng 1 tháng sau khi nó kết thúc cái chương trình IDO nhé. Ok mọi người, như vậy mình đã hướng dẫn xong mọi người tham gia dự án. Hẹn gặp lại mọi người những video